tắm biển, lặn bắt hải sản ở bãi Mỹ An. Đến bãi Mỹ An, du khách có thể tắm biển, cắm trại qua đêm, lặn ngắm san hô và tự bắt hải sản. Mỹ An là một xã miền biển thuộc huyện Phù Mỹ, nổi tiếng với nghề chế biến cá cơm và cũng là nơi xuất khẩu đặc sản này nhiều nhất Bình Định. Bãi Mỹ An nằm giữa hai bãi biển Mỹ Thắng và Mỹ Thọ, cách sân bay Phù Cát khoảng 45 km, mất khoảng 1 tiếng di chuyển bằng ô tô. Từ đầu năm 2022, khi thông tin về dự án đường ven biển đội tuyển 639 ở Bình Định được công bố, vùng biển này bắt đầu được chú ý, tuy nhiên đến nay, lượng khách du lịch vẫn chưa nhiều. Nguyễn Việt Đông, 30 tuổi, dân bản địa, cho biết trong các vùng biển ở Phù Mỹ, bãi biển Mỹ An còn hoang sơ, là địa điểm thú vị để du khách khám phá trong mùa hè. Mỹ An có hai bãi chính được phân chia bởi ranh giới gành đá Xuân Thạnh, người địa phương thường gọi là bãi trước và bãi sau. Bãi trước nằm ở phía bắc gành đá Xuân Thạnh, có một bãi cát dài, trắng, mịn, khoai khoải, nước biển xanh, sạch, đón nắng quanh năm, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, chơi mô tô nước, kéo phao chuối. Đây cũng là nơi tập kết tàu thuyền đánh bắt hải sản và là điểm họp chợ của dân. Bãi sau nằm ở phía nam, có nhiều gành đá, đá tảng lạ mắt, khung cảnh hoang sơ, thoáng đãng, thích hợp để chụp ảnh, cắm trại, đốt lửa, ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển. Tại đây hiện có một số hộ dân địa phương kinh doanh nhỏ lẻ, hỗ trợ du khách khi đến tắm biển và cắm trại. Dịch vụ cắm trại trọn gói bao gồm lều trại, củi, điện, nước, bếp khoảng 60.000 đồng. Cách bờ biển khoảng 3 km, Hòn Nhàn, Hòn Đụng, Hòn Được là ba hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi. Du khách có thể thuê cano đến đây với chi phí 150.000 đồng một người. Ngoài trải nghiệm lặn ngắm san hô, vùng biển này có nhiều loại hải sản quý hiếm như nhím biển, tôm hùm, bào ngư. Du khách có thể tự bắt hải sản, sau đó sơ chế và thưởng thức tươi sống ngay tại bè trên đảo hoặc mang về đất liền làm vịt nướng. Anh Đông chia sẻ hoạt động này hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên du khách cần có sự hướng dẫn từ những người có chuyên môn như ngư dân địa phương hoặc tour guide bản địa để đảm bảo an toàn. Nếu tự ý đánh bắt, bạn có thể sẽ gặp phải một vài sự cố như bị gai nhím biển đâm, bị mắc kẹt tay trong các hốc đá. Ngoài ra, thường ngư dân đã đánh bắt hết hải sản ở các vị trí thuận lợi. Vì vậy, những loại hải sản quý hiếm thường chỉ còn sót lại ở một số khu vực khó đánh bắt. Bãi biển Mỹ An nằm khá gần khu dân cư nên an ninh được đảm bảo, tuy nhiên hạn chế là nhiều rác. Khi di chuyển tại đây, du khách nên lưu ý, tránh dẫm phải vỏ nhím biển người dân, du khách để lại sau khi sơ chế. Sau khi đến tham quan, nên có ý thức dọn dẹp sạch sẽ, bảo vệ cảnh quan môi trường. Theo kinh nghiệm của anh Đông, thời điểm lý tưởng để đến Mỹ An là vào mùa hè và thu, từ tháng 3 đến tháng 9. Thời gian còn lại biển động, các tour du lịch cũng dừng để đảm bảo an toàn cho du khách. Được biết đến nhiều hơn từ khi cá voi xuất hiện, nhưng điều khiến du khách dừng chân ở Đề Di còn vì sự nguyên bản của vùng biển này. Cắm trại ở thác Giáng Tiên trong rừng già An Lão, tại Hồ Long Mỹ hay vui chơi ở khu dã ngoại Trung Lương là những gợi ý mùa hè cho bạn. Một phần tré trộn Bình Định có sự hòa quyện giữa vị chua của nem, nước tắc, quất, vị đậm đà từ chả bò, chả heo và ớt, tỏi cay nồng. Tô bún với thịt rạm ngọt béo, nước dùng thanh, không topping cầu kỳ, gây ấn tượng với thực khách lần đầu thưởng thức. Cù Lao Xanh là điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi tới Quy Nhơn nhờ cảnh đẹp hoang sơ, biển xanh trong lành và không xô bồ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.